sẻ là À, bây giờ quản tha. học À, cái con robot hơn 20 củ của anh ấy dùng phải hết sức cẩn thận. Bởi vì nếu mà em cho nó chạy ở trong nhà vệ sinh là đi luôn 20 củ của anh. Hôm trước có cái bà chị bà ấy cho con robot chạy thế nào mà nó phi qua tường ảo, chạy vào trong nhà vệ sinh. Đây này. Ô, vệ sinh, vệ sinh, vệ sinh, vệ sinh. Đấy, nhìn này, nước nó tràn ra này xong nó chạy trong nhà vệ sinh là coi như là con robot đi luôn. Đấy. Nhưng mà hôm nay thì anh sẽ làm một cái việc phải gọi là điên rồ nhất trong lịch sử. Anh chắc chắn luôn là anh là người đầu tiên trên thế giới chứ không phải ở Việt Nam cho con robot lau ở trong nhà vệ sinh. Kinh khủng không? Thì không cần nói thì chắc là em cũng biết rồi, nhà vệ sinh ấy là cái nơi gần như là gọi là bẩn nhất, và ấy, mỗi một lần mà gọi là mình mà lau chùi ấy thì mình sẽ thứ nhất là rất là mất thời gian, thứ hai là rất là ngại. Tất nhiên là con robot sẽ không có con robot nào mà có thể là hút hay là lau ở trong nhà vệ sinh được. Em biết vì sao không? Bởi vì là khi mà nó đi vào trong nhà vệ sinh nhé, nó mà hút vào thì cái hệ thống hút của nó sẽ bị ướt. Và nói chung là nó đã ướt ấy, thì nó không chết trước thì nó cũng chết sau, chắc chắn là như thế. Thế thì tại sao hôm nay anh lại làm một cái việc rất là điên rồ như thế, tức là con robot có thể lau trong nhà vệ sinh. Và đây là con robot hơn 20 củ của anh. Nó là Roborock S8 MacBook Ultra. Đấy, thì trước tiên anh sẽ giải đáp cho em tại sao mà con này lau nhà vệ sinh được là thứ nhất, thứ hai là không làm sao hết, thứ ba là hiệu quả lau ấy thì chắc chắn với em là sạch kinh kít. Đây, thì em nhìn vào đây, em quay sát vào đây anh chỉ cho. Thứ nhất nhá, cái sự nguy hiểm của nhà vệ sinh ấy, nó sẽ nằm ở chỗ là em sẽ không kiểm soát được nước, tức là em không biết là cái chỗ nào có nước. Em quay sát xuống dưới này cho anh, có nhìn thấy nước không? Đấy, đúng không? Nếu mà giả dụ như mà bây giờ mà con robot mà nó mà chạy vào đây thì chắc chắn là đi luôn con robot. Đấy. Đây em nhìn tiếp những cái chỗ như này thì nói chung là đấy là thứ nhất, thứ hai ấy, là nhà vệ sinh ấy nó sẽ rất là kép bẩn. Tức là nói chung là hút thì chắc chắn là không được rồi, lau thì chắc chắn là còn không xong, tại vì là nó như thế nào đi nữa, kể cả có những cái con robot ấy mình tách biệt cái chế độ hút riêng và lau riêng, tức là có những cái con robot bây giờ ấy nó có tính năng là gọi là tách biệt hút riêng và lau riêng, nhưng mà cái bộ phận hút ấy nó vẫn ở phía trước và nó vẫn hoạt động, tức là nó sẽ không ngắt hoàn toàn, cho nên là kể cả là em thiết lập chế độ đấy thì nó vẫn cứ hút vào nước bình thường. Thì thứ nhất là anh sẽ test những cái mà con robot này nó làm được, thứ nhất là xem là nó lau có sạch hay không. Thì đây anh em quay sát vào đây để anh chỉ cho những cái bẩn kép, một số các cái mà nó kép lâu ngày thì anh nghĩ là phải dùng lực. Nhưng mà một số các cái mà bẩn bình thường nhé, chẳng hạn như là như thế này chẳng hạn. Đây, những cái chỗ như thế này. Đây, anh sẽ kiếm một cái chỗ nào bẩn bẩn. Thì tí nữa anh sẽ lau đúng cái chỗ bẩn đấy. Đây đại khái là nó sẽ như thế này. Như này đi. Này đã đủ bẩn chưa? Kiếm một vài cái chỗ bẩn bẩn tí. Đây, tí nữa anh sẽ lau đúng cái chỗ góc góc này nhé. Những cái chỗ bẩn nhất này như này. Đây, đại khái là như thế. Thì anh sẽ xem được hai cái vấn đề là. Một là nó gặp cái đống nước này, nó có gặp vấn đề gì không? Hai là vừa nãy con nó cho con này nó chạy, anh sẽ cho nó dừng lại và cho nó bắt đầu làm việc từ đầu. Thì thứ hai thì anh sẽ giải đáp cho em là tại sao có thể cho con robot này lau ở trong nhà vệ sinh mà lại lau sạch được. Thì đây bây giờ em sẽ nhìn đây. Thì S8 MacBook Ultra ấy, nó sẽ sở hữu một cái tính năng mà lần đầu tiên trên thế giới. Tất cả các những con robot trên thế giới chưa con nào có, đấy là tính năng nâng hạ cái cuộn hút trung tâm này bằng điện. Tức là khi bình thường ấy, tất cả các con robot ấy, kể cả có ngắt cái lực quay, ngắt cái lực hút đi ấy, thì cái bộ phận này nó vẫn tiếp xúc xuống dưới sàn, mà cái bộ phận này là bộ phận hút. Khi đấy, kể cả khi đấy khi mà nó tiếp xúc vào nước ấy, thì khi đấy kể cả nó không hút nhá, mà ngay lần sau nó hút trở lại thì toàn bộ cái nước này sẽ chui hết vào trong cái khoang rác và đi vào cái cánh quạt này, và sẽ các cái bộ phận ở bên trong này sẽ hỏng. Thế nhưng con này nó sẽ khác ở chỗ là nó có cái hệ thống nâng hạ bằng điện và toàn bộ cái bộ phận này sẽ được điều khiển bằng điện, tức là mình sẽ không can thiệp thay tay được. Thì anh có thể một cái so sánh trực quan hơn, ví dụ như xem cái phiên bản trước đi. Phiên bản trước ấy thì nó sẽ là nâng hạ bằng cơm. Đây, em nhìn này. Chỗ này nó sẽ nâng lên hạ xuống bằng cơm, tức là cái mặt sàn đến đâu thì nó sẽ ép đến đấy.
À, tấn bấm máy xa. Đó, thế thì vấn đề ở đây là khi mà nó nâng lên đấy thì coi như là nó sẽ biến cái con này thành một cái con chuyên ấy, chỉ có lau thôi. Có nghĩa là cái bộ phận hút sẽ được cách ly hoàn toàn. Đó. Và thứ hai ấy, thì cái hệ thống lau dung này nó là lau dung tần, tức là nó có hai cái module dung ở đây. Thì nó theo cơ chế là hấp thụ bẩn. Tức là cái rẻ lau này nó sẽ thẩm thấu cái bẩn từ cái bề mặt sàn thẩm thấu vào cái rẻ lau này. Cái thứ ba nữa là cái rẻ lau phụ. Mặc dù nó gọi là phụ nhưng mà nó lại là rất là chính, tại vì là những cái chỗ bẩn nhất này là những đây em nhìn những cái chỗ me khe khe này, những cái chỗ mép này, những cái chỗ góc này. Những cái chỗ bẩn nhất thì bình thường là con robot ấy nó sẽ không thể vươn cái bộ phận lau sát vào cái mép này mà nó chỉ phải cách ra khoảng như thế này. Thì chính cái rẻ lau này nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đấy, tức là nó sẽ lau sát mép và góc. Phối hợp với cả cái chổi cạnh này, tức là nếu mà có những cái bụi nó cái nhiều nó kép dính, nó bám dính ở đây thì nó sẽ đánh để nó bật ra để cho cái bộ phận lau này có thể là trà sát để thẩm thấu bụi vào trong cái rẻ lau này. Và từ đấy nó sẽ mang về nó giặt giặt sạch sẽ. Thì ngay bây giờ để không mất thời gian, và nói chung là anh cũng rất là háo hức. Thực ra là trước khi mà giới thiệu với mọi người và cho em trải nghiệm cái khả năng tuyệt vời của con robot này thì thực ra là con này anh đã lau mấy hôm rồi. Nói chung là hiệu quả thì không cần phải suy nghĩ, đây em có nhìn thấy, lát nữa thì anh sẽ test lại để cho em xem. Bây giờ thì anh sẽ cho nó tiến hành làm việc luôn cho em thấy. Thì cái nhà vệ sinh này anh đã phân vùng riêng thành một phòng riêng rồi. Và tự tin nói với em là từ bây giờ, không phải là từ bây giờ mà từ mấy hôm rồi, em sẽ không bao giờ em phải lau nhà vệ sinh nữa. Thì cái nhà vệ sinh ấy, tại sao nó lại khó lau? Vấn đề thực ra là nhà vệ sinh nó không quá bẩn đâu, tại vì là khi mà mỗi một lần nhà tắm ấy, nhà này là nhà vừa là nhà vệ sinh vừa là nhà tắm, nó còn kinh khủng hơn cơ. Tức là nó cái mức độ mà bẩn thường xuyên, cái mức độ sinh hoạt nó sẽ rất là cao. Vì cái không gian này nó rất là chật, nó không không tách biệt được ra. Thì ví dụ như những nhà có điều kiện ấy thì cái nhà vệ sinh rất là rộng, cho nên là cái nhà tắm nó sẽ riêng. Thì có thể là cái phòng ở phía ngoài, tức là cái nơi mà để có chậu rửa tay ấy, thì rửa tay rửa mặt các kiểu thì nó sẽ khô ráo sạch sẽ, thì có thể là cho con robot chạy vào được. Nhưng chắc chắn là không thể tránh khỏi được là sẽ có lúc mà nó bị ướt, kiểu như ướt ở dưới sàn này. Thì bây giờ anh sẽ chọn cho nó làm việc riêng ở trong nhà tắm. Đây thì đây là cái giao diện app. Em quan sát vào chưa? Rồi quan sát vào nhá, vào phần truy cập này. Ở đây là cái bản đồ cả nhà, nhưng mà trong cái nhà vệ sinh này thì anh chỉ cần nó lau riêng cái nhà vệ sinh này thôi. Thì bây giờ anh sẽ đến với cái phần lau. Thì anh sẽ tạm dừng tác vụ này. Kết thúc tác vụ hiện tại. Vì nó vẫn đang có công việc cũ vừa nãy con nó bấm cho nó chạy ấy, cho nên là bây giờ anh sẽ phải hủy cái lệnh cũ đi. Thì bây giờ nó sẽ trở về cái giao diện ban đầu này. Giao diện ban đầu thì bây giờ mình sẽ có cái chế độ làm sạch, là ví dụ như làm sạch phòng này, làm sạch khu vực này, làm sạch theo cái cách ví dụ như là hút trước lau sau hoặc lau trước hút sau các kiểu như thế. Nhưng mà trong cái video này thì anh sẽ chỉ giới thiệu đến một cái khả năng gọi là kinh điển nhất của cái con S8 Max Ultra này, đấy chính là khả năng lau nhà vệ sinh. Thì em sẽ vào cái phần nhà tắm này, vào phần phòng này, xong chọn nhà tắm này. Đây, phòng tắm anh đã set sẵn cái phòng tắm này rồi. Thì ở trong cái phòng tắm này em sẽ chọn sang cái chỗ độ là chỉ lau. Thì nếu mà muốn nó sạch ấy, thì em sẽ tăng cường cái mức lau rung lên. Thì nếu mà em chọn cái chế độ này thì chính là nó rung 4.000 lần trên một phút. Còn anh không rõ là những cái chế độ rung này nó sẽ là tần số bao nhiêu, nhưng mà chế độ rung này là mạnh nhất. Đấy, còn nếu mà em muốn nó lau kỹ ấy, thì có thể em có thể chọn X2. Thì lần này anh sẽ chọn X1 thôi, nhưng mà anh sẽ cho cái tuyến đường của nó đi sâu này. Đi sâu này thì nó sẽ đi 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 lại đi kỹ hơn. Mà thôi anh cứ để bình thường đi. Chỉ có tăng cái lực rung lên. Đấy, để trải nghiệm xem là thật sự là nó đi một lần nó có sạch hay không. Thì ok xong. Nó được chưa nhỉ? Tùy chỉnh. Phòng tắm. Đúng rồi, đây, lau một lần. Ok, bắt đầu cho làm việc. Ok, nào bây giờ chúng ta sẽ được trải nghiệm. Thì thứ nhất là nghiệm thu ban đầu.
Bởi vì cái chỗ không gian này của nhà mình nó chật quá. Cho nên là chắc là để nó đi được vào trong nhà tắm thì chắc là nó phải vòng vòng vèo vèo. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị được trải nghiệm. Không biết là sao tại sao nó lại chọn về đốt sạc nhỉ? Em có biết nó nói gì không? Anh sẽ chọn lại đi. Phòng này. Phòng tắm này. Tùy chỉnh này. Chỉ có lau thôi này. Lau mắc này. Ok này. Cho chạy này. Hay là chỗ này nó hình là phòng tắm. Chỗ này nó không, nó đang bị vướng. Nó bị vướng chỗ này này, nó không đi vào được. Ừ. Đấy. Thì các bạn đây cũng là một cái trải nghiệm khá là hay ở chỗ là mình để cái vị trí đặt dock này nó không đủ tiêu chuẩn, tại vì là khi mà nó ở đang ở trong dock này để mà nó di chuyển sang phòng khác ấy, nó sẽ phải xuất phát. Thì bây giờ mình sẽ có hai cách, một là di chuyển dock này vào trong phòng tắm, hai là mình di chuyển dock ra ngoài này một chút. Thế thì để cho trực quan thì mình sẽ chọn theo cách là để dock ra ngoài một chút. Mình sẽ di chuyển dock ra ngoài một chút thì nó sẽ có đủ không gian. Đây các bạn có thể nhìn thấy là nếu mình để sát như thế này thì chắc chắn là chỗ của nó sẽ không đủ thật. Sẽ di chuyển ra ngoài như thế này một tí. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn nó, chọn phòng này, phòng tắm này, tùy chỉnh này. Phòng tắm này. Lau này, lau một lần, ok. Ok, cho chạy. Nếu nó vẫn không đủ chỗ thì khả năng cao là mình sẽ phải... À đây, nó có chỗ để nó quay rồi. Đủ, vừa đủ. Nếu nó vướng nó không đi được là nó sẽ lại quay về đốt sạc đấy. Đấy thì các bạn nhìn thấy nhá, những cái chỗ này này. Đây, những chỗ này nó rất là nhiều nước này. Đấy, những chỗ này rất nhiều nước. Cho nên là nếu giả dụ như nếu mà nó hút vào ấy thì là coi như là con robot của, gọi là con robot hơn 20 củ của mình là ra đi luôn. Đấy thì các bạn có thể thấy ở đây. Rất tiếc là nó quá tối cho nên là mình không quay để cho các bạn nhìn được. Em quay sát xuống dưới, dưới cùng luôn ấy. Đây để anh sẽ thử quay sát xuống dưới cùng luôn. Cố gắng là nếu các bạn có thể nhìn được thấy thì các bạn sẽ thấy là cái rẻ lau nó áp sát xuống dưới và cái cuộn hút nó nhấc lên trên. Đấy, nó đã nâng cái cuộn hút lên rồi. Đây, nhìn thật sát đây. Các bạn có thể thấy, đó, cuộn hút là nó cách đi hoàn toàn luôn, nó nhấc lên trên rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ cái ghế này ra để cho nó lau. Mình sẽ đến những cái trải nghiệm tiếp theo này. Là khi mà nó cần lau ấy thì nó sẽ hạ cái rẻ lau xuống. Đồng thời cái rẻ phụ là cái rẻ cạnh ấy, nó sẽ luôn luôn quay liên tục. Tốc độ vòng quay của nó là 185 vòng trên 1 phút. Còn cái tần số rung của cái rẻ lau rung ở phía dưới là 4.000 lần trên 1 phút. Mình đang không biết là nó đang detect hay là nó đang thế nào. Đấy, thì các bạn có thể thấy là cái chỗ này vừa nãy rất ướt mà nó hoàn toàn nó đi qua và nó chỉ lau thôi và cái cuộn hút không bị, không hoạt động, tức là nó ngắt hoàn toàn và nó nâng lên, cho nên là nó cách đi hoàn toàn và không ảnh hưởng gì hết. Bình thường nó lau thì nó sẽ không ướt đến mức độ như thế này, do là bị nước vừa nãy con nó cho ra nhiều quá ở trên sàn, cho nên là nói chung là nó sẽ
nó sẽ hơi thừa nước quá. Nó vẫn tiếp tục nó lau. Thì tiện đây mình cũng sẽ cho các bạn trải nghiệm luôn cái tính năng mà nó có thể áp sát vào cái mép tường và góc. Lát nữa thì các bạn sẽ được nhìn thấy. Thì với một cái lực rung cũng như là lực ép rất là lớn. Cái lực ép thì mình chưa được xem thông số kỹ thuật từ nhà sản xuất nó đưa ra, nhưng mà theo mình thì tối thiểu nó cũng phải là 5 Newton. Thì với một cái lực ép lớn như thế thì thường là ở trong nhà vệ sinh ấy, có những cái bẩn ấy mà nó cặn mà nó kép vào ấy thì nó sẽ sạch được. Và có một cái điểm rất mạnh nữa ở trên Roblox S8 Max V Ultra này, đấy chính là cái cảm biến nước thải. Thì mình sẽ giải đáp qua với các bạn là như thế này. Giả dụ mình lấy ví dụ như cái nhà vệ sinh này rất bẩn, tức là khi mà nó lau ấy, nó sẽ về nó giặt. Thì nếu mà nó vẫn còn bẩn ấy, thì ở cái cảm biến đo cái nước thải ra ấy, nó phát hiện ra là vẫn còn bẩn ấy, thì nó sẽ tiếp tục nó giặt tiếp cho đến khi nào sạch thì thôi. Và đồng thời là nó sẽ đi nó lau lại ở cái nơi mà nó vừa lau một lần nữa, cụ thể là cái nhà vệ sinh này. Đấy, như vậy là nó đã kết thúc cái quá trình lau. Thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm xem là nó lau xong thì cái nước thải nó thải ra nó có bẩn hay không. Vũ Yêu quản thà. Rồi. Chỗ này nó khó đi ấy, thì mình đã quan sát rất là nhiều lần rồi. Nó sẽ dùng cái đi Vũ Yêu khan. Nó sẽ dùng cái phương thức là lấy đà. Như Vũ Yêu má phán tha. Thì với những cái nhà mà có những cái gờ nó cao như thế này ấy, thì S8 Max V Ultra nó cho mình một cái chức năng rất là đặc biệt. Đấy chính là cái chức năng thêm một cái gờ vào. Đây, thì lát nữa mình sẽ cho các bạn trải nghiệm chức năng đấy. Tức là nếu giả dụ mà nó không thể vượt được qua cái chỗ này, thì mình sẽ biến cái chỗ này thành một cái gờ. Và khi đấy con robot ấy, khi mà nó đi qua cái gờ này ấy, thì nó sẽ dùng một cái lực lớn hơn nữa để vượt qua được cái gờ này. Đó, thì như hiện tại thì mình đang không thêm chức năng đấy. Thì coi như là đây là một cái mà thêm một cái trải nghiệm nữa cho các bạn. Để xem là mình sẽ cố kiên nhẫn chờ xem là nó có thể vượt qua được không. Ok, nó đã vượt qua được rồi. Nó sẽ hơi mất thời gian để vượt qua. Thế thì như vậy thì lát nữa thì mình sẽ chuyển sang chế độ gọi là tạo ra ở đây là một cái G ở trên app. Thì nó sẽ không đi theo cái cách bình thường nữa, mà nó sẽ đi theo cách là đi thẳng và dùng một cái lực rất là lớn như thế thì nó sẽ dễ dàng nó đi qua được. Bây giờ mình sẽ mò xem là cái chỗ G nó ở chỗ nào. Chỉnh sửa bề mặt. Thì mình sẽ kết thúc cái nhiệm vụ hiện tại của nó. Nếu mà theo quan sát ở đây là hiện tại nó đang không thể qua được cái G nhé. Cố đợi thêm một lần nữa xem. Nó cố gắng nó đi qua đi lại mấy lần rồi không thể qua được. Thì mình giải đáp với các bạn trong rất là nhiều các video rồi. Ở rất nhiều các cái dòng robot khác, chỉ một cái G mà khoảng tầm chưa đến một phân thôi nó đã không thể đi qua được.
nó lại vừa nó vừa vướng vướng cái gờ trên và vừa vướng cái gờ dưới. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ đi tìm cái chức năng, mình sẽ đi tìm cái chức năng tìm cái gờ đấy. Thì đây mình sẽ vào từ giao diện đầu tiên, đằng nào cũng thế, tại vì là mình cũng chưa thật sự quen mấy cái giao diện này lắm, cho nên là cái vị trí chức năng đấy thì mình cũng đang không nhớ. Thì mình sẽ vào phần quản lý bản đồ này, chỉnh sửa bề mặt này. Đây nó là cái ngưỡng vướng này, chức năng ngưỡng vướng. Thì ở đây mình sẽ có một cái gọi là ngưỡng đá. Đó. Mình sẽ đưa cái ngưỡng đá này vào đây. Các bạn vẫn đang nhìn thấy chứ đúng không? Mình sẽ đưa cái ngưỡng đá này vào đúng cái chỗ mà nó đang không vượt qua được. Đấy chính là chỗ này. Đó. Xong mình sẽ tích lại. Tích lại để xác nhận. À, mua nhắc quản thôi. Rồi, ok. Nào, bây giờ mình như cao su tha phá hủy trung tiên. Ni xua, ni hào sư thảo. Ni hào sư thảo, wǒ zài. Qíng nǐ huí qù chōng diàn. Rồi, ok. Thì bây giờ các bạn cũng được trải nghiệm thêm một cái nữa là ra lệnh giọng nói cho nó bằng tiếng Trung. Thông thường thì ở thị trường Việt Nam. Hào tân 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 tha hồi chi trung tiên. Thì bình thường như ở Việt Nam chúng ta dùng bản quốc tế, hiện tại thì trợ lý ảo nó vẫn chưa hỗ trợ tiếng Việt. Cho nên là anh em mà muốn dùng trợ lý ảo thì bắt buộc phải dùng tiếng Anh. Mà dùng tiếng Anh thì như bản thân mình thì mình gặp rất là nhiều vấn đề, ví dụ như là mình phát âm thì chẳng biết là nó đúng hay nó sai, nhưng mà nói chung là phát âm sẽ không chuẩn. Đa phần là người Việt sẽ là như thế. Nên là thôi thì thà mở app ra xong là dùng tính năng còn hơn là ra lệnh cho nó, cho nên là mình chưa quen với việc này lắm. Đấy các bạn sẽ thấy là nếu như mà ở chế độ gọi là vượt ngưỡng thì nó sẽ đi theo đường thẳng, hay là mình vẫn vẽ sai. Có thể là mình vẽ nó vẫn chưa chưa vào chỗ à? Rồi mình sẽ tiếp tục mình quan sát. Nếu mà mình vẽ chưa đúng chỗ thì tí nữa mình sẽ chỉnh lại một chút. Bình thường là mình cho nó chạy ở đây rất là nhiều. Cái ngưỡng này thì nó chỉ cần neo một cái là nó sẽ neo được luôn. Mình không biết là tại sao cái lần này nó lại không neo được. Thì bây giờ đã nó neo neo được rồi. Đấy thì như các bạn nhìn thấy là cái chỗ này này mình vẽ cái chỗ này mình vẽ nó hơi bị lệch này, cái chỗ này mình vẽ nó hơi bị lệch một chút, tức là đáng nghĩa là nó phải lên trên cái vị trí này một chút này thì ok, còn ở đây mình vẽ là nó hơi sâu xuống cho nên nó chưa đúng được cái chỗ đấy, nên là nó có một tí ngưỡng để nó vượt thôi. Đó, rồi ok, thì bây giờ đến một cái trải nghiệm nữa là mình sẽ test xem là nó, thứ nhất là nó giặt giẻ có sạch hay không, thứ hai là mình sẽ test cái kết quả lau của nó xem nó lau một lần như thế nó có sạch hay không, tại vì mình cũng chưa trải nghiệm lau một lần như này bao giờ. Nhưng mà bình thường nhà vệ sinh mình cho nó lau 2 lần ấy thì nó giặt sạch rất là kỹ. Thì bây giờ mình sẽ test cái kết quả ở những cái chỗ mà vừa rồi mình kiểm tra, ví dụ như cái chỗ góc này, đây chính là cái chỗ vừa rồi mình kiểm tra. Này. Nói chung là kết quả này thì theo mình nghĩ là có thể là gọi là chấp nhận được, hoặc là những cái chỗ này nó đã lau rồi này. Chỗ này lau thì vẫn chưa được sạch lắm, mình không biết là những cái bẩn từ đây nó ra hay như thế nào cả. Mình sẽ test thêm vào những cái chỗ khác. Những chỗ khác thì rất sạch. Có thể là do chỗ này, những chỗ này nó ướt quá. Đây. Tiếp tục những chỗ như thế này. Thì mình đánh giá cơ bản là nói chung là cái bài test này nó chưa được sát thực tế lắm, bởi vì là bình thường mình cho nó chạy và mình cho nó lau đấy thì cái mức độ sạch của nó thì nói chung là với bản thân mình thì mình có nghĩa là mình ở mức gọi là rất là vừa ý. Tại
Tại vì là cái nhà vệ sinh này nó cũng không bẩn lắm, nhưng mà những cái chỗ mà cái phần góc này này thì nó gọi là bẩn lâu ngày. Những cái chỗ này là mình chưa cho nó lau này, vừa nãy mình mới gỡ nó ra. Tại vì là bình thường là hôm nay là mình chỉ cho nó lau ở cái phía góc ngoài này thôi. Đấy, nếu cho trong ở những cái khu vực trong kia thì thường thường là cứ vài ngày thì mình mới gọi là gỡ các cái đồ như là kiểu chai nọ các thứ ra xong mới vào cho lau một lần. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm xem là nó giặt rẻ lau thứ nhất là có sạch hay không, thứ hai là cái nước thải nó xả ra ấy thì nó có bẩn hay không. Nước thải nó xả ra nó bẩn thì mới chứng tỏ là nó lau quá bẩn, chứ còn nước thải mà nó xả ra mà không bẩn thì chứng tỏ là nó chưa lau được hết những cái bẩn. Hoặc là có một trường hợp nữa là nhà vệ sinh của nhà mình nó hơi sạch. Thì từ hôm có con robot đến giờ mình cho lau nhà vệ sinh thì nói chung là từ trước đây thì mình hay phải thực hiện cái việc là mỗi một lần gọi là tắm rửa, tắm giặt các kiểu xong trước khi đi ngủ thì mình cũng sẽ lau rửa là qua cái nhà vệ sinh. Còn bây giờ với cái con Roborock S8 Max V Ultra này thì cái việc đấy là mình sẽ không cần phải làm nữa. Tha chai. Không phải cái này. Cái này thì đợi cao su tha. Nó ăn là hơi. Tha. Nghĩ chẳng tha chua rồi mà thì cứ cao su tha. Là tại vì sao tha xì tha tờ. Nó cơ, chứ cơ chèo sẵn mà. Ê, đoán đoán đã. Chứ cơ sẵn mà xuống. Hãy chị mân, bú yào lung tha. Rồi. Rồi. Thả xuống. Rồi. Nghĩ xem ta chua sẵn mà, ta chua sẵn mà. Thì nó đang ở cái chế độ giặt sâu ấy. Mình cũng không để ý là thời gian bao lâu, nhưng mà nó sẽ diễn ra trong vòng khoảng tầm 5 đến 7 phút gì đấy. Khá là lâu. Thì mình sẽ cho các bạn trải nghiệm cái quá trình giặt. Tại vì là ở cái phía trong đấy nó kín luôn nên mình cũng không nhìn được cái gì cả. Mình chỉ nhìn được duy nhất là cái rẻ này thôi. Thì mình cũng đã chia sẻ trong nhiều các cái video khác là cái rẻ phụ này mình sợ nó giặt không sạch. Nhưng mà cho đến cái thời điểm hiện tại mà mình trải nghiệm đây thì mình thấy là mỗi một lần nó về nó giặt ấy thì là rất là sạch. Thì giả dụ như có một cái ngược lại, tức là nếu như bình thường nhà các bạn mà gọi là chủ yếu là chỉ cần con robot vừa đi lau vừa đi hút ấy là nó sạch, thì nó rất là phù hợp cho những cái sàn ví dụ như là sàn gỗ hoặc là nhà chung cư cao tầng. Nhưng mà ví dụ như những cái sàn có cái mức độ bẩn rất cao, chẳng hạn như là nhà nhiều tầng, thì ở cái tầng 1 ấy nó sẽ rất là bẩn, cho nên là rõ ràng bạn sẽ phải cho nó hút và lau tách rời nhau, có nghĩa là sẽ phải cho hút xong rồi cho đi lau. Thế thì như Brock S8 Max V Ultra thì nó hoàn toàn có thể là chỉnh sang cái chế độ đấy. Hoặc là nói chung là kể cả là nhà bạn có nó gọi là tầng cao hay là chung cư đi nữa mà bạn muốn nhà nó rất là sạch ấy, thì chắc chắn là bạn sẽ phải tách biệt cái chế độ gọi là hút và lau ra. Thì như thế nó cái hiệu quả nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Thì S8 Max V nó sẽ làm rất là chuyên sâu cái việc này. Ngoài ra nữa thì giả dụ như bây giờ nhà mình toàn bộ là toàn là thảm hết, nếu như mà cho nó đi vừa hút vừa lau thì sẽ không thể được. Cho nên là cái việc mà mình xét một cái chế độ là chỉ có hút không ấy thì nó sẽ tối ưu hơn rất là nhiều. Hơn nữa là nó sẽ có chế độ làm việc riêng cho thảm. Thì bây giờ nó đã giặt rẻ xong và nó đang chuyển sang chế độ sấy. Thì bởi vì là cái bình chứa nước bẩn ấy nó chưa đầy, cho nên là nó sẽ không bơm nước ra. Đấy cũng là một cái đặc điểm khác ở trên cái sản phẩm Roborock S8 Max V Ultra này. Thì bây giờ mình muốn biết là cái nước thải nó có bẩn hay không ấy thì mình sẽ phải vào phần truy cập vào bên trong mà mình chọn chức năng đốc sạc. Xong rồi đó thì mình sẽ đẩy cái nước thải ra. Xem thêm này. Rồi cài đặt độ đầy thoát nước này. Ở đây là nước thải này, còn trên là nước sạch này. Bắt đầu thoát này.
Đây, bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái nước thải ở đây xem tình hình nào. Nhìn nước thải thì có vẻ là cũng đục đấy, vàng vàng, chảy ra đâu là vàng lên đấy. Còn muốn biết nó có bẩn hay không thì các bạn sẽ nhìn vào đây. Sau khi mà nó giặt xong thì mình sẽ trải nghiệm tiếp đến cái rẻ nâu, xem cái rẻ nâu nó có bẩn hay không. Tức là mình sẽ muốn biết được ở đây là khi mà nó giặt rẻ, nó giặt cái rẻ nó có sạch hay không. Còn sấy khô thì mình có thể là bỏ qua, tại vì là với cái nhiệt độ sấy là 60 độ và cái thời gian sấy mình có thể chọn là 2 tiếng, 3 tiếng hay là bao nhiêu tiếng đấy. Nên nước thải nó ra rất là bẩn, bao gồm cả những một số các cái cặn này, một số cái cặn mà cái rẻ nó lau được. Thì lát nữa thì mình sẽ cho các bạn trải nghiệm về cái rẻ lau. Thực ra ở một cái video khác mình đã test cái khả năng giặt rẻ của con này rồi. Thứ nhất là rẻ sạch, thứ hai là cái khoang giặt rẻ ấy, nó không bị cặn bởi vì nó thiết kế phẳng. Và ở cái phía bên phải, tức là phía cuối cùng ấy, nó sẽ có một cái cống thoát, nó đặt sâu xuống dưới, cho nên là cái việc mà cặn nó bám ở trên bề mặt là gần như là không có. Tất nhiên là khoảng tầm 1-2 tháng thì mình cũng vẫn phải thỉnh thoảng kiểm tra vệ sinh, bởi vì nó sẽ có một số cái cặn to mà nó cứng lại, nó không thể rơi xuống được cái lỗ thoát. Thì có lẽ là đến đây của phần video thì các bạn đã biết lý do vì sao mà mình lại thực hiện một cái hành vi rất là điên rồ, mà rõ ràng mình là người cực kỳ gọi là ít nhất là hiểu về con robot mà lại còn đi làm cái việc gọi là cho con robot chạy vào trong nhà vệ sinh, thật sự là quá là điên rồ. Thì S8 Mark V theo mình hiện tại nó là cái con mà duy nhất có thể làm được việc này, trừ một cái con cũng tương tự như thế cũng có thể làm được cái việc đấy, đấy chính là con Brava ZM6 của iRobot. Bởi vì sao? Bởi vì là con Brava ZM6 ấy, nó cũng hoạt động tương tự như cái cách con S8 Mark V Ultra sang cái chế độ chuyên nâu. Tức là bản thân con iRobot Brava ZM6 ấy, nó chính là cái con chuyên nâu. Tức là nó chỉ có mỗi nâu không thì chắc chắn là khi mà đi nâu ấy nó sẽ không thể hỏng được, không thể bị lỗi được. Tại vì là cho dù cái sàn có ướt hay là khô hay là như thế nào đi nữa, cái mà nó xử lý nó sẽ chỉ là lau chùi thôi và di chuyển để lau chùi thôi. Thì cũng tương tự như vậy, S8 Mark V Ultra thì nó có cái hệ thống nâng chổi hút bằng điện, cho nên là nó cách ly hoàn toàn cái chổi hút khỏi cái bề mặt sàn. Thế thì nó giặt ở chế độ giặt kỹ, nó giặt khá là lâu. Giặt kỹ thì chắc chắn là nó phải giặt sạch rồi. Mình cũng không biết là bình thường bởi vì là nhà mình hơi bẩn, cho nên là bình thường thì mình sẽ để chế độ giặt sâu, tại vì là nhà mình cái nơi mà duy nhất cần lau đấy là chính là nhà vệ sinh, còn toàn bộ tất cả hai phòng đều là sàn thảm hết. Rồi bây giờ mình sẽ đấy, bây giờ nó đã kết thúc rồi, nó chuyển sang chế độ sấy khô này. Ngay ở đây thì nó đã có cái biểu tượng sấy khô rồi. Đó, thế thì bây giờ mình sẽ không cần phải đợi nó khô nữa, mình sẽ nghiệm thu luôn xem là lau với hút nó tình hình nào. Đây thì thứ nhất các bạn có thể thấy là rõ ràng như là mình nói thì rất là chính xác, là cái hệ thống cuộn hút trung tâm nó cách ly hoàn toàn, cho nên là nó sẽ không bị dính bất cứ một cái gọi là ẩm ướt hay là một cái gì hết, khô cong. Đây chỉ là những cái vệt tay của mình sờ vào thôi, sờ vào đến đây nó cũng vân tay lên đấy, chứ ở đây không có một giọt nước nào dính vào. Bởi vì rõ ràng là cái hệ thống hút này là nó nâng lên hoàn toàn rồi, nó không bị tiếp xúc xuống dưới bề mặt sàn. Thế còn cái rẻ nâu này thì thôi thì mình kiểm chứng để cho các bạn yên tâm thôi, chứ còn mình tự tin chắc chắn rằng cái rẻ nâu này nó giặt rất là sạch, tại vì giặt rũ từ nãy đến giờ. Và trước khi đi đến cái phần kiểm tra cái rẻ nâu này có sạch hay không ấy, thì mình sẽ có một tay tháo nó hơi khó. Đây thì mình sẽ soi luôn ở phần trong khoang giặt có đúng như mình nói hay không, tức là một là nó có sạch hay không, đây chưa cần sấy mà nó đã sạch như thế này,
hai là nó có bị cặn hay không thì các bạn có thể soi xét vào đây. Thì nói chung là nếu mà theo mình nhận xét là nó không có một cái tí cặn nào, còn tất nhiên là ở đây thì thỉnh thoảng mình sẽ phải vệ sinh này. Vệ sinh thì nó cũng sẽ rất là đơn giản. Tức là ở cái khu vực này này. Đây mình mang ra ngoài để cho các bạn nhìn thấy. Cái khu vực này thì mình sẽ mang đi để mình rửa. Đây, cái này mình sẽ mang đi mình rửa. Bởi vì cái này là cái cống chặn. Để nó sẽ chống cái việc là những cái rác to nó chui xuống dưới này. Đấy. Ở trong này thì gần như là mức độ sạch rất cao. Gần như là sạch sẽ, không có tí bẩn nào mấy. Một số các cái bẩn này nó sẽ có thể nó sẽ kết dính ở chỗ này. Thì thỉnh thoảng các bạn cũng sẽ vệ sinh. Nhưng mà theo mình trải qua những cái con robot tự giặt giẻ lau, thì đến thời điểm hiện tại tất cả những con robot giặt giẻ lau đang có mặt trên thị trường đều gặp phải một cái vấn đề chung. Đây, bây giờ mình sẽ giặt cái này. Chắc chắn là nước sẽ trong veo. Đấy, mình đang giặt bằng nước nóng luôn đấy. Các bạn nhìn thấy cái nước này trong veo. Cái chậu rửa này của mình là cái cũ nó đã bị bẩn như này rồi nhé. Tức là nước này thì là nước sạch thật luôn đấy. Mình không kiếm được cái gì mà nước sạch thật để cho các bạn nhìn thấy cái đồ ở đây cái gì cũng bẩn. Đấy. Thì kết quả cuối cùng đấy là tự các bạn có thể rút ra được. Và nếu như các bạn, đặc biệt là những bạn nào mà định chọn một con robot hút bụi có tính năng lau nhà tốt đấy, và có thể là hút sạch, thì S8 Max V Ultra có thể là sẽ là một lựa chọn. Hơn nữa thì với một cái tính năng gọi là lau nhà vệ sinh thì nó đặc biệt là dành cho những người siêu lười, rất lười đấy. Thì các bạn có thể cân nhắc về cái tính năng này. Còn cái này thì mình thấy nó rất là có ích cho mình. Tại vì nhà mình có duy nhất hai phòng. Đấy là cái phòng có thảm và phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì lại cần lau. Đấy, thì một số nhà khác thì cũng có thể là cũng tương tự như nhà mình. Có thể là ví dụ như là muốn lau nhà vệ sinh này, muốn lau ban công. Mà nhà vệ sinh và ban công thì là hai cái nơi mà rất là nguy hiểm. Ví dụ như ban công thì có thể là mình phơi quần áo, có thể có nước các thứ ở đấy, mà con robot mà chạy ra đấy mà hút thì cực kỳ nguy hiểm. Cho nên là thông thường các nhà sẽ làm tường ảo. Còn như nhà mình thì cái nơi duy nhất làm tường ảo đấy chính là cửa ra vào. Đấy, thì ok, mình sẽ kết thúc video tại đây. Thì qua đây cũng là một cái video trải nghiệm rất là thật. Thì mình không có gọi là can thiệp gì vào sản phẩm. Cũng như là đây là chỉ là những cái mà dựa vào cái số tiền mà mình bỏ ra để mình mua cái con này về mình dùng. Và mình chia sẻ với các bạn là những cái tính năng thật sự là hữu ích. Thì đây cũng là một cái tính năng mà mình thấy đúng là nó khác với tất cả những con robot có tính năng tự động giặt giẻ lau từ trước đến giờ mà mình dùng. Thì ok, mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video khác. Mình sẽ tiếp tục chia sẻ về cái con S8 Max V Ultra này.